Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Phá án TV. Quý vị đừng quên bấm subscribe, bấm vào biểu tượng hình chuông để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ là chi tiết chương trình ngày hôm nay. Sáng hôm đó, Hà Nội gió mùa về, cơn mưa rào bất chợt càng khiến không khí trở nên lạnh buốt. Bị cáo Phạm Hoàng Long, 45 tuổi, trú quận Cầu Giấy, cựu trung tá công an, cựu tổng giám đốc một doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, mái tóc muối tiêu, co ro bước xuống xe thùng, đi vội vào phòng xử số 5, Tòa án Nhân dân Hà Nội. Phiên tòa diễn ra hôm 21 tháng 10 năm 2021. Cùng hầu tòa với Long có 7 đồng phạm khác là đàn em xã hội được Long thuê trả thù hai cấp dưới. Những mâu thuẫn dồn nén bắt đầu từ tháng 1 năm 2017, Long được bổ nhiệm giữ chức giám đốc của một xí nghiệp thuộc Bộ Công an. Thời điểm Long được bổ nhiệm, bà CMH, 45 tuổi, đang giữ chức phó giám đốc của xí nghiệp này. Sau một thời gian hai người làm việc cùng nhau đã xảy ra những khúc mắc trong công việc. Cáo trạng xác định do bà Hát không đồng tình với một số việc làm của ông Long nên đã gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét, giải quyết. Long bực tức và tìm cách đánh cảnh cáo bà này. Thông qua các mối quan hệ xã hội, Long quen biết Nguyễn Hiền Bàng, 34 tuổi. Đến giữa năm 2019, Long hẹn gặp Bàng và nhờ đánh dằn mặt bà Hát. Bàng đồng ý. Long cung cấp hình ảnh, biển số xe, quy luật đi lại của bà Hát, đồng thời đưa cho Bàng 50 triệu đồng để thực hiện. Sau khi nhận lời Phạm Hoàng Long, Nguyễn Hiền Bàng nhờ đám đàn em theo dõi bà Hát trước khi ra tay. Đến đầu tháng 6 năm 2019, đàn em của Bàng đi mua hai mũ bảo hiểm màu xanh, áo khoác nhãn hiệu Grab, một chai dầu ăn mang về đun nóng rồi đổ lẫn với nước nóng cho vào bình giữ nhiệt. Đến 18 giờ cùng ngày, đàn em của Bàng điều khiển xe máy đến trước nhà số 101 đến 103 phố Tây Sơn tạt nước nóng trộn dầu ăn vào vùng mặt và cổ bà Hát, làm bà này bị bỏng nặng, tổn hại 25% sức khỏe. 3 tháng sau, Long hẹn gặp Bàng và đưa thêm cho Bàng 50 triệu đồng để cảm ơn. Trong một diễn biến khác, vào tháng 8 năm 2019, Phạm Hoàng Long được bổ nhiệm làm giám đốc một công ty thuộc Bộ Công an. Quá trình Long làm việc ở công ty này, có ông TVD, 64 tuổi, là cấp dưới của Long. Do không đồng ý với việc làm của ông Long tại công ty, nên ông Đê thường xuyên viết đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Biết chuyện, Long bực tức, muốn đánh cảnh cáo ông Đê nên tiếp tục nhờ Bàng. Ngày 29 tháng 12 năm 2020, đàn em của Bàng giả tài xế Grab chạy xe máy áp sát rồi cầm ca axit hát trúng vùng đầu, cổ, vai người ông Đê. Do ông Đê không bị thương tích nên Bàng gọi nhờ đàn em hành hung lại. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2020, đàn em của Bàng tìm gặp ông Đê và hát ca axit lên vùng đầu ông Đê, khiến nạn nhân bị tổn hại 5% sức khỏe. Sau vụ việc này, Long đưa cho Bàng 100 triệu đồng tiền công. Ngoài hai lần tạt axit vào người ông Đê, Long còn chỉ đạo Bàng nhờ đàn em cảnh cáo ông Đê bằng cách va chạm giao thông gây thương tích. Trả lời thẩm vấn, Long nét mặt điềm đạm, nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội. Long khai chỉ nhờ đàn em xã hội răn đe hai cấp dưới chứ không nhằm hành hung họ quá nặng. Vì sao bị cáo lại muốn cảnh cáo hai cấp dưới của mình? Khi được chủ tọa hỏi, Long cúi mặt đáp: chỉ vì những hiểu nhầm trong công việc và do cấp dưới làm đơn nặc danh tố cáo về những nội dung mà bị cáo thấy không đúng, khiến bị cáo nông nổi tức giận nhất thời. Thời gian ở trong trại tạm giam, tôi rất ăn năn, hối hận. Thâm tâm tôi suy nghĩ rất nhiều, không khi nào yên, Long nói rồi quay người lại phía sau xin lỗi hai bị hại và mong được tha thứ. Ngồi lặng lẽ ở hàng ghế phía sau, bà CMH là bị hại trong vụ án, mặc chiếc áo sơ mi kín cổ, đeo khẩu trang kín mít. Bà cho biết đến bây giờ trên cơ thể bà vẫn còn nhiều vết sẹo do bị bỏng và đang phải điều trị. Theo bà Hát, trong 2 năm công tác cùng nhau, ban đầu ông Long giữ chức giám đốc, điều hành xí nghiệp rất tốt, cả hai đều rất tâm huyết với công việc. Một thời gian sau bà thấy ông Long có một số việc làm không đúng với chủ trương của công ty nên góp ý, nhưng không được tiếp thu, bà đã báo cáo với bí thư đảng ủy kiêm tổng giám đốc. Bà Hát nghẹn giọng. Vụ việc xảy ra đã lâu, tuy nhiên sau đó người ta đồn thổi tôi bị đánh ghen. Ngoài việc đau về thể chất, tôi còn đau cả về tinh thần. Chồng tôi cũng nghĩ tôi ngoại tình nên tôi và chồng đã phải ly hôn. Bản thân tôi thấy hai đứa con của tôi đang thiếu thốn tình cảm của người cha, chúng rất đáng thương. Tôi không muốn con của bị cáo Long bị chia ly, thiếu thốn tình cảm như con tôi, bà Hát nghẹn ngào và nói. Tôi nghĩ quyết định của tòa hôm nay mang hình thức răn đe, còn tòa án lương tâm sẽ là hình phạt nghiêm khắc nhất mà bị cáo Long phải chịu. Sau lời trình bày của bà Hát, chủ tọa chia sẻ. Hội đồng xét xử cũng rất chia sẻ với những mất mát, tổn thương mà bà phải gánh chịu, mong bà sẽ cố gắng vượt qua. Trong khi đó, bị hại còn lại trong vụ án là ông TVD xin tòa miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho 4 bị cáo đã hành hung ông.
Xét thấy đề nghị này của ông D là phù hợp với quy định của pháp luật và không bị ai ép buộc nên hội đồng xét xử đã chấp thuận. Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, bị cáo Phạm Hoàng Long là cán bộ công an, được giao nhiệm vụ đứng đầu các đơn vị nhưng không giải quyết khúc mắc, mâu thuẫn trong nội bộ dẫn đến thủ tức cá nhân. Bị cáo là người chủ mưu cầm đầu, phải chịu trách nhiệm chính. Cho dù là có mâu thuẫn vì bất kỳ nguyên nhân gì thì hành vi của bị cáo Long là không thể chấp nhận, giọng chủ tọa đanh thép. Chiều ngày 21 tháng 10, sau một ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt cựu Trung tá Phạm Hoàng Long mức án 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích, theo khoản 2, điều 134, Bộ Luật Hình sự. Cùng tội danh, Nguyễn Hiền Bàng và hai đồng phạm khác bị phạt lần lượt 30 tháng, 26 tháng và 2 năm tù. Nhận bản án, Long ngoái đầu chào vợ, bước lên xe thùng. Trời sẫm tối. Chiếc xe đóng sập cửa, lướt nhanh, khuất dần sau cánh cổng tòa. Ngày 9 tháng 7 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án cựu Trung úy Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1991, 7 năm tù và cựu Trung tá Phạm Xuân Tiến, sinh năm 1978, 7 năm 6 tháng tù, cùng với tội nhận hối lộ. Theo cáo buộc, chiều 27 tháng 4 năm 2016, Tổ công tác I-3-141 của Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Nghiêm Xuân Êm, Thanh Trì, phát hiện Tạ Duy Thanh ở quốc ngoài, ngồi trên taxi, mang theo hơn 2 gram ma túy. Tổ công tác đã bàn giao Thanh và lái xe taxi tên là Vũ Quốc Bình cùng gần 41 triệu đồng của anh Bình cho đồn công an Cầu Bưu để làm rõ. Tối cùng ngày, đồn Cầu Bưu chuyển vụ việc cho đội phòng chống ma túy công an huyện Thanh Trì để giải quyết theo thẩm quyền. Phạm Xuân Tiến là điều tra viên trung cấp, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đội phòng chống ma túy công an huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội với tư cách là người trực chỉ huy đã chỉ đạo Nguyễn Tiến Dũng là trinh sát viên cùng điều tra viên Đàm Xuân Thanh xử lý vụ việc trên. Trong lúc làm việc, Tạ Duy Thanh kêu mệt nên bị cáo Dũng đã gọi điện cho người tình của nghi phạm là chị Đôn Thị Ly bảo mang thuốc, đồ ăn và cung cấp hồ sơ bệnh án. Sau đó bị cáo Tiến chỉ đạo Dũng yêu cầu chị Ly 150 triệu đồng để Thanh được về, không bị tạm giam. Chiều hôm sau khi chị Ly tới công an huyện Thanh Trì, Trung úy Dũng đã đặt vấn đề. Anh gọi em ra đây để làm việc, muốn cho nó về không? 150 em lo từ giờ đến trước 8 giờ sáng mai, càng sớm càng tốt. Để đến sáng mai các sếp đến nhiều thì nó phức tạp ra. Chị Ly đồng ý và đi xoay sở 150 triệu đồng đưa cho Dũng. Khi biết đã nhận đủ tiền, bị cáo Tiến cùng điều tra viên Đàm Xuân Thành cầm 20 triệu đồng đi gặp ông Lê Quang Tôn, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thanh Trì để xin cho Thanh, Bình về địa phương và xử lý sau. Ông Tôn đã duyệt báo cáo và đồng ý cho Thanh và Bình về. Lúc này, Tiến lấy 20 triệu đồng đặt lên bàn làm việc của ông Tôn rồi giao Dũng trả tài sản cho Thanh và Bình. Tuy nhiên, Dũng chỉ trả cho Bình hơn 5,7 triệu đồng, chiếm đoạt 35 triệu đồng của người lái xe taxi. Sau đó, Tiến chỉ đạo Dũng đưa cho điều tra viên Thanh 80 triệu đồng. Ngày hôm sau, vụ việc nhận tiền bị lãnh đạo Công an Hà Nội phát hiện, nên Tiến chỉ đạo Đàm Xuân Thanh đưa cho Dũng 80 triệu đồng. Ngoài ra, Dũng phải gọi cho gia đình Thanh lên để trả lại tiền, nhưng không có ai lên nhận. Ngày 19 tháng 5 năm 2016, chị Đôn Thị Ly có đơn tố cáo Dũng đã nhận 150 triệu đồng của mình. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định chị Ly chủ động khai báo, tích cực hợp tác nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra, ông Lê Quang Tôn thừa nhận đã cầm 20 triệu đồng nhưng nói không biết nguồn gốc do Dũng nhận hối lộ nên không đủ căn cứ xử lý hình sự sĩ quan này. Ông Tôn cũng đã bị Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Thanh Trì kỷ luật vì nhận tiền không báo cáo giao nộp. Điều tra viên Đàm Xuân Thanh bị xác định cầm 80 triệu đồng từ bị cáo Dũng nhưng không biết đây là tiền hối lộ nên cũng không bị xử lý hình sự. Tại tòa hôm 9 tháng 7, cựu Trung tá Phạm Xuân Tiến kêu oan, nói không chỉ đạo Dũng nhận tiền của chị Ly để thả Tạ Duy Thanh. Ngoài ra không báo cáo cấp trên việc nhận tiền và cho biết đã bị ép cung, đe dọa ở giai đoạn điều tra. Tuy nhiên bản án xác định hành vi của hai sĩ quan công an trên đã phạm tội nhận hối lộ khi nhận tiền của chị Ly để không xử lý tội phạm ma túy. Tháng 6 năm 2014, qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên phát hiện ổ nhóm có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Tiến Dũng, tức Dũng Mượt, 45 tuổi, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên cầm đầu. Để tạo cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo nhằm qua mắt các trinh sát, Dũng thu nạp đệ tử của mình chủ yếu là thanh niên trẻ, trong đó có cả sinh viên tham gia. Để dễ dàng điều khiển nhóm thanh niên này đi nhận và giao hàng,
Dũng cho chúng ăn ở và sử dụng ma túy thoải mái tại nhà mình. Còn Dũng đứng phía sau, chỉ đạo và sẵn sàng phủi tay nếu bị phát hiện. Thời điểm phát hiện ra Dũng Mượt chính là kẻ cầm đầu đường dây tội phạm ma túy, nhiều cán bộ chiến sĩ cũng vô cùng băn khoăn trăn trở. Bởi trước đó Dũng từng công tác tại công an quận Long Biên. Sau khi bị cho ra khỏi lực lượng do dính líu đến nợ nần cờ bạc, Dũng đã tổ chức một đường dây buôn bán ma túy tổng hợp số lượng lớn từ Trung Quốc sang Lạng Sơn và đưa về Hà Nội tiêu thụ. Thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng nhận định, bởi vậy ở góc độ tình cảm, không bao giờ muốn nhìn Dũng bị bắt vì vi phạm pháp luật, đặc biệt là ở lĩnh vực công tác của anh em. Nhưng trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm như ma túy thì không có ngoại lệ. Thiếu tá Thắng cho biết thêm, điều khó khăn nhất của vụ này là Dũng hiểu được các biện pháp nghiệp vụ trong lực lượng công an, đồng thời biết mặt các trinh sát viên, nhiều kinh nghiệm của đội ma túy. Nhà Dũng lại nằm ở vị trí độc đạo, chỉ có một lối đi duy nhất. Ngay đầu ngõ ra vào, Dũng đã bố trí 2 camera quan sát và có người trực trong nhà, nên rất khó để các trinh sát tiếp cận mục tiêu. Bản thân Dũng cũng không trực tiếp giao dịch mua bán ma túy với khách, mà sử dụng các đối tượng sinh hoạt ở nhà Dũng. Nhưng với quyết tâm không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn quận, anh Thắng cùng các đồng chí trinh sát trẻ mà Dũng chưa biết mặt, hóa trang thành những người bán xôi, mua đồng nát để áp sát và theo dõi cách bố trí của nhà Dũng. Những đối tượng thường ra vào nhà Dũng. Một khó khăn vất vả nữa trong chuyên án này là do Dũng có thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, liên tục thay đổi số điện thoại liên lạc, thiếu tá Thắng cho biết. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngày 19 tháng 6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định thời cơ triệt phá chuyên án đã đến, ban chuyên án đã quyết định bố trí một tổ công tác gồm 9 đồng chí bắt số đối tượng ra khỏi nhà Dũng đi giao ma túy. Tổ công tác còn lại gồm 11 đồng chí áp sát khu vực nhà Dũng chờ lệnh. Đến 18 giờ 20 cùng ngày, ban chuyên án đã bắt giữ được 2 đàn em của Dũng Mượt đang trên đường giao hàng, thu một túi ma túy đá, 208 viên ma túy tổng hợp. Tổ công tác còn lại ập vào nhà Dũng khiến hắn không kịp trở tay. Thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của Nguyễn Tiến Dũng, ban chuyên án đã thu giữ tang vật gồm 16 viên ma túy tổng hợp, một túi ma túy đá, 2 cân điện tử dính ma túy. Khi bị bắt, Dũng Mượt gần như chết lặng và 9 ngày liên tiếp, hắn không hé răng một lời. Đến ngày thứ 9, với lời động viên chân thành của thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng cùng với những chứng cứ thu thập được từ các đối tượng, Dũng bắt đầu khai nhận với thái độ khá thành khẩn và những lời khai của anh ta hoàn toàn trùng khớp với lời khai của những đối tượng tham gia trong đường dây. Từ lời khai của Dũng Mượt, cơ quan điều tra đã khai thác mở rộng, bắt giữ tổng cộng 13 đối tượng khác trong đường dây. Làm rõ từ tháng 5 năm 2014 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tiêu thụ 6 kg ma túy đá, 2.800 viên ma túy tổng hợp và 50.000 viên hồng phiến trên địa bàn Hà Nội. Trung bình mỗi kg ma túy dạng đá, người đàn ông cầm đầu đường dây lãi 400 triệu đồng. Ngay sau khi bị bắt, Dũng Mượt được phát hiện có dính líu đến phi vụ hợp đồng giết người thuê với giá 1 tỷ đồng một mạng. Bản hợp đồng được ký miệng giữa Dũng Mượt và một cặp vợ chồng không quen biết ở Bình Dương. Nhớ lại thời điểm vụ án ma túy do Dũng Mượt cầm đầu, thiếu tá Thắng cho biết, lúc đó tôi bất ngờ nhận được điện của chỉ huy phòng nghiệp vụ công an Hà Nội. Cấp trên đề nghị tôi lên hỗ trợ công an tỉnh Bình Dương, phối hợp làm rõ một vụ án Dũng cùng đồng bọn gây ra ở Bình Dương. Theo điều tra, sáng 6 tháng 1 năm 2013, Dũng và đồng bọn di chuyển từ Hà Nội vào miền Nam, mang theo súng để truy sát anh Nguyễn Tấn Phú theo hợp đồng. Vụ án này Dũng được ứng trước 500 triệu. Sau khi nhận tiền, Dũng thuê 2 người trong miền Bắc vào trong đó. Gõ cửa yêu cầu lái xe hạ kính rồi dùng súng bắn. May mắn cho nạn nhân, những kẻ giết người thuê nã đạn trượt, anh Phú thoát chết. Khi nắm được vụ việc, tôi nói anh em đối tượng này đã từng làm trong ngành, cho nên để đấu tranh được đối tượng không hề đơn giản. Anh em ở Bình Dương vào đấu tranh chắc chắn sẽ khó khăn, không hiệu quả. Chính vì vậy, hôm đó tôi có đi cùng anh em Bình Dương, nhưng tôi có yêu cầu anh em ở ngoài để tôi trực tiếp vào đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tôi đã khiến nhóm đối tượng trên thừa nhận hành vi của mình. Thiếu tá Thắng nhớ lại,
Sau khi ra Hà Nội một lần nữa giáp mặt với người cán bộ đã khuất phục mình trong vụ án ma túy, Dũng Mượt tiếp tục được nghe anh Thắng động viên và sớm kể rành rọt vai trò chủ mưu trong vụ án 1 tỷ lấy mạng người. Từ lời khai của Dũng Mượt, những kẻ tham gia vụ giết người thuê đã lộ diện gồm Trần Đức Quý, sinh năm 1988, trú tại Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội, Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1982, trú tại tổ 30, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, quê Hà Giang, hiện bị công an quận Hoàn Kiếm bắt về tội cướp tài sản. Phạm Chí Thức, sinh năm 1985, quê Hưng Yên, và kẻ trực tiếp bắn súng là Lê Văn Thủy, tức là Lê Văn Tiến, còn gọi là Tiến Lùn, sinh năm 1990, quê Thanh Liêm, Hà Nam. Dũng khai, vào khoảng giữa tháng 10 năm 2012, có đứa em xã hội tên là Trung điện thoại cho Dũng, nói là có người ở miền Nam muốn nhờ Dũng giải quyết công việc. Dũng giải thích rằng công việc ở đây được hiểu là việc dùng đến luật rừng mà chỉ những kẻ giang hồ mới dám thực hiện. Được Dũng đồng ý nhận lời, Trung nói sẽ cho người biết số điện thoại của Dũng để họ liên hệ. Sau đó, có một người đàn ông giọng miền Nam nói là tên Hưng đã gọi điện thoại cho Dũng. Hưng sau này làm rõ là Nguyễn Thanh Nhàn, sinh năm 1987, là con nuôi của vợ chồng bà Danh, mời Dũng vào thành phố Hồ Chí Minh để gặp mặt, nói chuyện, nhờ giải quyết công việc. Dũng hiểu rằng việc mà Hưng nhờ sẽ rất quan trọng và cần kín đáo, nên chỉ khi nào gặp trực tiếp, nội dung việc nhờ vả mới chính thức được phía bên kia trao đổi cụ thể. Đến giữa tháng 12 năm 2012, Dũng Mượt và Trần Đức Quý được Hưng đặt vé máy bay để vào thành phố Hồ Chí Minh. Khi Dũng Mượt và Quý xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì có Hưng và vợ chồng bà Danh đi xe ô tô màu ghi xám tới đón. Đưa Dũng và đàn em về một khách sạn thuộc quận Tân Bình, nhận phòng xong, vợ chồng bà Danh cùng với Hưng mời Dũng, Quý đi ăn và bàn công việc. Tại buổi tiệc chào đón giang hồ đất Bắc, bà Danh đã kể cho Dũng nghe về mối thù giữa vợ chồng bà Danh với người em rể Nguyễn Tấn Phú, sinh năm 1972, trú tại khu 2 phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một. Xuất phát từ việc tranh chấp mảnh đất diện tích gần 100m2 tại đường Nguyễn Du, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vụ việc đang được tòa án giải quyết. Ban đầu, bà Danh hợp đồng nhờ Dũng đánh dàn mặt ông Phú với giá 900 triệu đồng, trong đó trả một nửa trước. Tuy nhiên sau đó bà Danh muốn dằn mặt mạnh hơn, dùng súng bắn ông Phú. Thấy Dũng có vẻ không đồng ý dùng súng, bà Danh quyết liệt tăng hợp đồng lên 1 tỷ để hỗ trợ Dũng mua súng. Thỏa thuận và trao tiền xong, Dũng được vợ chồng bà Danh đưa về tiệm chụp hình của bà Danh ở thành phố Thủ Dầu Một. Sau đó đưa đi xem mảnh đất đang tranh chấp giữa bà Danh và ông Phú. Tiếp đó Dũng Mượt được đưa đi qua nhà ông Phú để xem nhà. Dũng nhớ nhà ông Phú có cổng màu xanh, có 5 con chó bằng sứ màu vàng. Sau đó Dũng và Quý được đưa về khách sạn nghỉ ngơi, kết thúc một ngày. Đến ngày thứ hai, Dũng và Quý được Hưng cùng vợ chồng bà Danh tiếp tục đưa đi xem mảnh đất đang tranh chấp và đi xem nhà ông Phú để nhớ đặc điểm nhận dạng theo dõi. Sang ngày thứ ba thì Dũng và Quý nghỉ lại ở khách sạn, đến chiều bay về Hà Nội. Trên đường về, Quý ghé tại nhà Dũng cho biết bà Danh gửi cho Quý 10 triệu đồng lộ phí. Khi về đến Hà Nội, Dũng bảo Quý đi tìm thêm người để thực hiện hợp đồng. Quý rủ Phạm Chí Thức và Lê Văn Tiến. Khi đó, Dũng chỉ biết tên là Tiến Lùn tham gia. Lần thứ hai vào miền Nam, trước khi đi, Dũng Mượt đưa cho Quý 100 triệu đồng để lo chi phí đi đường. Quý bảo Dũng đưa 35 triệu đồng mua 2 xe máy Way màu xanh, màu trắng để làm phương tiện đi lại khi vào miền Nam. Chúng thống nhất để Dũng và Quý đi máy bay, còn Thức và Tiến Lùn thì đi tàu hỏa cùng 2 xe máy vào sau. Khi vào tới thành phố Hồ Chí Minh, Dũng và Quý thuê khách sạn nằm chờ Thức và Tiến Lùn. Hôm sau, Thức và Tiến Lùn vào thành phố Hồ Chí Minh. Thức chở Dũng, Quý chở Tiến Lùn đến thành phố Thủ Dầu Một để khảo sát đường đi. Đồng thời, Quý và Thức, Tiến Lùn đến nhà ông Phú để theo dõi. Chờ đến 2 giờ sáng hôm sau, nhưng không thấy ông Phú đi về nhà. Cả bọn đã kéo nhau về khách sạn để ngủ. Đến sáng hôm sau thì Dũng bay về Hà Nội. Trước khi về, Dũng chỉ đạo cho Quý, Thức, Tiến Lùn ở lại tiếp tục tìm ông Phú. Khi Dũng về Hà Nội được một ngày, thì Quý gọi điện báo cho biết là không tìm được ông Phú và xin ý kiến cho về Hà Nội. Quý, Thức, Tiến Lùn đón tàu hỏa gửi xe mô tô về lại Hà Nội. Khi về Hà Nội, bà Danh gọi điện thoại cho Dũng, nói sao lâu quá không thực hiện hợp đồng. Bị thúc, Dũng chuẩn bị tiếp tục cho chuyến đi lần thứ ba. Lần thứ ba vào miền Nam là ngày 4 tháng 1 năm 2013.
Trước khi đi, Dũng đưa cho Quý 18 triệu đồng để Quý đưa cho Tiến Lùn đi mua súng ở Hải Phòng. Sau khi Tiến Lùn mua được một khẩu súng bắn đạn hoa cải, loại súng tự chế, Dũng đưa cho Quý chứng minh nhân dân và hộ khẩu cùng 20 triệu đồng cho Quý để thuê xe ô tô Innova ở khu vực quận Cầu Giấy. Dũng tiếp tục đưa cho Quý 90 triệu đồng để lo chi phí đi lại. Dũng, Quý, Đức, Tiến Lùn cùng đi bằng xe ô tô Innova để vào thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đi mất 2 ngày thì vào tới Bình Dương, cả bọn ở khách sạn tại thành phố, sau đó chuyển sang khách sạn khác trong khu dân cư Tránh Nghĩa. Lần thứ 3 vào miền Nam, Quý chỉ gửi một xe mô tô màu xanh vào để Đức và Tiến Lùn sử dụng đi lại theo dõi ông Phú. Vào Thủ Dầu Một, Quý sử dụng xe Innova chở Dũng, còn Đức và Tiến Lùn thì đi xe mô tô màu xanh. Lần này, nhóm sát thủ đã tìm được ông Phú. Buổi sáng ngày 6 tháng 1 năm 2013, Dũng và Quý ngồi uống cà phê, cách chỗ nổ súng 100m. Khi ngồi uống cà phê thì Quý nhận được điện thoại của Đức và Tiến Lùn, nói là phát hiện ra con mồi, ông Phú nên đang theo dõi. Quý báo lại sự việc cho Dũng biết. Quý và Dũng chọn một chỗ ngồi trên lầu để có thể dễ dàng quan sát xung quanh. Không phải đợi lâu, ít phút sau, Dũng và Quý nhìn xuống chiếc xe của ông Phú đang dừng lại ở trên đường. Đức đã điều khiển xe Way màu xanh chở Tiến Lùn ngồi sau ôm chiếc cặp đến sát xe của ông Phú. Tiến Lùn dùng tay lấy cây súng trong cặp ra, chĩa thẳng vào trong xe nơi ông Phú đang ngồi và bóp cò nổ súng một phát. Rồi Đức và Tiến Lùn bỏ chạy theo hướng quốc lộ. Tin chắc rằng ông Phú đã trúng đạn, nhưng không ngờ, một lát sau, Dũng nhìn thấy ông Phú mở cửa xe ô tô đi xuống, nói chuyện với người xung quanh. Sợ rằng ở lâu sẽ lộ, Dũng và Quý nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, phi ra quốc lộ gặp Đức và Tiến Lùn. Khi gặp, Tiến Lùn cho biết đã ném khẩu súng xuống sông phi tang. Cả Đức và Tiến Lùn đang hí hửng vì đã thực hiện xong hợp đồng cho đại ca Dũng Mượt mà không bị phát hiện truy đuổi. Tuy nhiên, Dũng Mượt cau mặt cho chúng biết nạn nhân vẫn còn sống, không hề hấn gì. Dũng ra lệnh cho cả bọn khẩn trương rút ra Bắc và xóa dấu vết. Sau khi rút ra Hà Nội, Dũng Mượt liên lạc với bà Danh để lấy nốt số tiền còn lại theo hợp đồng, nhưng vợ chồng bà Danh lúc đó đã đi ra nước ngoài nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Số tiền 450 triệu đồng, ngoài những chi phí mua 2 chiếc xe Way, mua súng, trong lần 2 và lần 3 vào miền Nam, Dũng đưa cho Quý 190 triệu đồng để lo chi phí ăn ở và chi 30 triệu đồng chia đều cho Quý, Đức, Tiến Lùn. Ngoài ra, Dũng còn cho riêng Quý 30 triệu đồng. Bản thân Dũng Mượt rất ức vì không lấy được số tiền 550 triệu đồng còn lại theo hợp đồng. Nhưng vì vợ chồng bà Danh đã đi ra nước ngoài, chỉ còn Hưng ở lại nên Dũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mặt khác, Dũng cũng hiểu rằng nếu làm to chuyện đòi tiền, chẳng khác nào sẽ lấy ông tôi ở bụi này. Về phía đám đàn em tham gia vụ giết thuê, do Dũng chi đẹp và cũng biết đại ca không đòi được khoản tiền còn lại, nên sau khi ra Bắc, theo chỉ đạo của Dũng Mượt, nhóm sát thủ đã tách nhau ra, mỗi đứa một phương. Ngay sau khi có bản cung của Nguyễn Tiến Dũng, tổ công tác công an Thủ Dầu Một đã quay lại công an quận Hoàn Kiếm đấu tranh với Nguyễn Minh Đức. Nếu như hôm trước Đức còn khăng khăng không biết gì về vụ bắn súng tại Bình Dương, cũng như không có quan hệ gì với Nguyễn Tiến Dũng, thì hôm nay sau khi biết đại ca đã khai chi tiết sự việc, tên Đức mềm nhũn như rắn mất đầu. Một khi tên thủ lĩnh là Nguyễn Tiến Dũng đã bị khuất phục thì đám đàn em sẽ phải quy hàng. Lần lượt các tên Nguyễn Minh Đức, Trần Đức Quý và Phạm Trí Thức khi bị công an Bình Dương tìm ra địa chỉ, cả ba tên đều bị các đơn vị của công an Hà Nội bắt giữ trong những vụ án khác, đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Thanh Nhàn, tức là Hưng, kẻ đã liên hệ với Dũng Mượt để môi giới cho vợ chồng bà Lê Mỹ Danh. Theo trình bày của bị hại Nguyễn Tấn Phú sinh năm 1999, vợ chồng ông Phú là bà Lê Thị Ngọc Huệ mua một lô đất gần 100m2 gần Chùa Bà, Bình Dương. Đến năm 2008, mảnh đất được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Huệ. Đến năm 2009, bà Danh mượn sổ đỏ lô đất trên để làm giấy phép kinh doanh tiện chụp hình ở gần lô đất. Sau khi cầm sổ đỏ, bà Danh đã giả chữ ký của bà Huệ, làm thủ tục tặng lô đất cho mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Đầm để bán cho một người khác. Cũng theo bà Nguyễn Thị Đầm, mẹ vợ ông Phú, thì thời điểm năm 1999, vợ chồng con gái bà là Lê Mỹ Danh và Đào Xuân Thao có mua mảnh đất diện tích 95,5m2 tại đường Nguyễn Du, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một của bà Mai.
Do vợ chồng bà Danh không có hộ khẩu thường trú ở Bình Dương nên nhờ em gái là Lê Ngọc Huệ, vợ ông Phú đứng tên giấy tờ mua đất và sổ đỏ. Đến năm 2009, vợ chồng bà Danh cần sử dụng lô đất, đề nghị bà Huệ sang tên nhưng gặp khó khăn. Vì ông Phú cản trở nên bà Huệ và bà Danh thống nhất sang tên cho mẹ đẻ là bà Đầm theo hình thức cho tặng. Mâu thuẫn phát sinh, ông Phú làm đơn kiện ra tòa. Quá trình tòa án giải quyết vụ tranh chấp đất trên, theo ông Phú, bà Danh từng thuê côn đồ gặp ông Phú đe dọa. Chính vì vậy, khi bị hai đối tượng dùng súng bắn trượt, ông Phú đã trình bày nghi vấn về mâu thuẫn với người chị vợ. Tuy nhiên, trước thời điểm xảy ra vụ án thì vợ chồng ông bà Danh đã ra nước ngoài. Sau khi Trùm Dũng Mượt khai nhận hành vi phạm tội cùng đồng bọn, Công an Bình Dương đã làm rõ đối tượng Hưng, người liên lạc kết nối mời Dũng Mượt vào thành phố Hồ Chí Minh gặp vợ chồng bà Danh để hợp đồng vụ giết ông Phú, chính là Nguyễn Thanh Nhàn, sinh năm 1987, người được vợ chồng bà Danh thuê trông coi tiệm ảnh Minh Hùng ở Bình Dương. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nhàn. Còn vợ chồng bà Danh cho đến nay vẫn chưa về nước. Trong nhóm sát thủ do Dũng Mượt cầm đầu tham gia vụ giết thuê giá 1 tỷ đồng tại Bình Dương, Tiến Lùn đóng vai trò quan trọng bởi y là kẻ trực tiếp đi mua súng, sử dụng súng, bóc cò, phát súng nhằm vào bị hại Nguyễn Tấn Phú vào sáng mùng 6 tháng 1 năm 2013. Sau khi gây án, nhóm sát thủ tạm thời tách ra. Tại thời điểm Dũng Mượt bị bắt thì các tên Trần Đức Quý, Nguyễn Minh Đức, Phạm Trí Thức cũng đã bị Công an Hà Nội bắt giữ trong các vụ án khác. Thậm chí là tên Thức đã bị xét xử, đang chấp hành án cướp giật tài sản tại trại giam Thanh Xuân. Riêng Tiến Lùn không một ai, kể cả ông Trùm Dũng Mượt đến Quý, Đức và Thức biết sát thủ dùng súng hiện đang ở đâu. Theo lời khai của Dũng Mượt thì trong nhóm này gã chỉ biết và thân với Trần Đức Quý vì Quý lái xe cho Dũng từ năm 2010. Đến năm 2012, Quý mới giới thiệu Đức và Thức cho ông Trùm. Việc tìm người cùng tham gia vào vụ giết thuê, Dũng Mượt giao cho Quý được quyền tuyển chọn, nhưng Quý cũng không có thông tin cụ thể về Tiến Lùn. Sau buổi hỗ trợ, phối hợp Công an Thủ Dầu Một thẩm vấn Dũng Mượt đạt kết quả thành công ngoài sự mong đợi, Đại úy Nguyễn Nhật Quang, điều tra viên đội phó đội 5, phòng PC47 Công an Hà Nội, tiếp tục bắt tay vào việc nghiên cứu hồ sơ vụ án Nguyễn Tiến Dũng cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy. Một nguồn tài liệu cực kỳ quý giá mà Đại úy Quang đặc biệt chú ý là 3 cuốn sổ ghi chép việc giao dịch ma túy, thu chi, hạch toán tiền chi tiết từng ngày mà cơ quan điều tra đã thu được tại nhà riêng của Dũng Mượt khi khám xét. Trong buổi thẩm vấn tiếp theo, Đại úy Nguyễn Nhật Quang đã hỏi Dũng Mượt về nhân vật Tiến ghi trong sổ. Không thể chối cãi, Dũng Mượt xác nhận đó chính là Tiến Lùn, kẻ bóc cò súng giết ông Phú. Sau vụ giết thuê, thấy hoàn cảnh của Tiến Lùn lang thang không nhà, Dũng Mượt đã thu nạp và cho Tiến về ở nhà Dũng tại số 120 ngõ 11, tổ 9, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Khẩn trương xác minh thu thập thông tin về Tiến Lùn tại địa phương, Đại tá Nguyễn Nhật Quang đã làm rõ, Tiến Lùn tên thật là Lê Văn Thủy, sinh năm 1990, có một tiền án và 2 tiền sự về hành vi cưỡng đoạt tài sản, bỏ nhà đi bụi từ nhỏ. Lê Văn Thủy tức Tiến Lùn, mưu sinh ở Hà Nội, gia nhập vào đám trẻ giang hồ, chuyên trộm cắp cưỡng đoạt tài sản. Sau khi ra lệnh bắt Tiến Lùn theo quyết định truy nã của Công an Bình Dương, Công an quận Long Biên đã bàn giao đối tượng cho Công an Bình Dương để di lý tên này vào Bình Dương, phục vụ công tác điều tra vụ án tổ chức giết người. Về phía cơ quan cảnh sát điều tra PC47, Công an Hà Nội sau khi củng cố tài liệu cũng đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Thủy, tức Lê Văn Tiến, Tiến Lùn, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 12 năm 2016, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên tỉnh. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng bởi tính chất hoạt động phạm tội có tổ chức và trải dài trên nhiều tỉnh thành từ Nam ra Bắc. Các bị cáo được phân công nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ, chi tiết với thủ đoạn phạm tội tinh vi nhằm che mắt các cơ quan bảo vệ pháp luật. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với 7 bị cáo gồm Nguyễn Tiến Dũng, Dũng Mượt, sinh năm 1970, trú tại tổ 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Nguyễn Ngọc Dương, sinh năm 1992, ở tại tổ 9, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Phạm Xuân Phương, sinh năm 1993, ở tại phường Gia Thụy, quận Long Biên. Nông Văn Độ, sinh năm 1981, trú tại thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.
Phạm Thị Nghĩa sinh năm 1967, tiểu khu Cờ Đỏ, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La. Trần Anh Quân sinh năm 1987, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hà Sĩ Duy sinh năm 1988, trú tại thôn Tư Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Hai bị cáo Nguyễn Lê sinh năm 1988, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Nguyễn Thị Tú Lệ sinh năm 1973, trú tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, cùng bị tuyên phạt tù chung thân. Chín bị cáo còn lại gồm Nguyễn Ngọc Phương, Mai Thị Nga, Ngô Thị Mai Phương, Phạm Thu Hiền, Huỳnh Tấn Nhất, Bùi Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Lan, Đỗ Văn Tuấn, Lê Văn Thủy, tức Tiến Lùn bị tuyên phạt các mức án từ 7 đến 20 năm tù về cùng tội mua bán trái phép chất ma túy. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Quý vị đừng quên bấm subscribe để xem những video mới nhất của Phá án TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.